cây an xoa có chữa bệnh tiểu đường không cây an xoa có chữa bệnh tiểu đường không bạn biết gì về dược liệu cây an xoa bạn đã sử dụng cây an xoa bao giờ chưa cây an xoa được mọi người biết đến và sử dụng rộng rãi là nhờ khả năng hỗ trợ điều trị bệnh gan từ xưa người dân đã biết dùng cây an xoa sắc nước uống hàng ngày giúp cơ thể được thanh lọc và là thức uống giải khát ngon miệng hầu hết những ai đã và đang uống an xoa để cảm nhận được tính vị thơm mát và những hiệu quả trong quá trình hỗ trợ điều trị bệnh mà nó đem lại. Bạn Hùng ở Bắc Cạn Sử đang sử dụng cây an xoa hỗ trợ điều trị bệnh sơ gan có hỏi, xin chào cơ sở cây an xoa hoạt bình. Trước đây tôi gặp phải bệnh sơ gan, nhờ uống nước an xoa bên cửa hàng cung cấp. Bệnh sơ gan của tôi đã được cải thiện hơn nhiều. Không may, dạo gần đây tôi phát hiện ra mình mắc bệnh tiểu đường vậy cây an xoa có chữa bệnh tiểu đường không làm thế nào để chữa bệnh tiểu đường mà không dùng đến thuốc tây cây an xoa có chữa bệnh tiểu đường không trả lời như đã biết cây an xoa là thảo dược chuyên hỗ trợ điều trị bệnh gan như ung thư gan sơ gan viêm gan b men gan cao cây an xoa đã được chứng minh qua các nhà nghiên cứu thảo dược nhờ các hoạt chất an flavonoid kháng ung thư, ngăn chặn sự phát triển của khối u, chống lão hóa, bảo vệ tế bào gan. Ngoài ra trong cây có một số chất enzyme và nhiều hoạt chất quý khác, giúp giải độc gan, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào gây bệnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch trong gan. Hiện nay, chưa có một minh chứng nào hay một nhà nghiên cứu nào chỉ ra cây an xoa có thể chữa bệnh tiểu được. Cho nên, Việc sử dụng cây an xoa để chữa bệnh tiểu đường không có tác dụng gì cho bệnh. Câu trả lời cho anh hùng về dược liệu an xoa có chữa bệnh tiểu không? Đó là cây an xoa không chữa bệnh tiểu đường. Cây an xoa hỗ trợ chữa bệnh gan. Đã có nhiều bài nghiên cứu về dược liệu an xoa, cho thấy cây an xoa có khả năng ngăn ngừa sự lão hóa, ngăn chặn các virus gây bệnh gan. Cây an xoa có khả năng giải độc gan, thanh nhiệt cơ thể. Do đó, Cây an xoa được khuyến khích dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Cây an xoa không chứa độc tố, không gây ảnh hưởng đến cho người dùng. Vậy làm thế nào để chữa bệnh tiểu đường cho người bệnh gan mắc bệnh tiểu đường? Kết hợp cây an xoa và dây thì canh cho người bệnh gan mắc bệnh tiểu đường. Mặc dù cây an xoa không có tác dụng chữa bệnh tiểu đường, nhưng trong trường hợp bạn bị mặc song song hai bệnh gan và bệnh tiểu đường cùng một lúc, bạn có thể sử dụng an xoa kết hợp với dây thì canh để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và bệnh gan. Dây thì canh là một loại thảo dược được tìm kiếm nhiều nhất hỗ trợ bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường hay còn gọi bệnh đái tháo đường. Lượng đường trong nước tiểu luôn cao hơn so với mức bình thường. Nguyên nhân chính gây nên bệnh tiểu đường là sự rối loạn rối loạn trong chuyển hóa carbon hydrate, mỡ và protein khi hormone insulin của tụy. Trong thành phần dây thìa canh có các chất axit gymnemic làm tăng sự kích thích bài tiết hormone chuyển hóa đường, ức chế sự hấp thụ đường trong ruột làm giảm tân sinh đường ơ gan. Nhờ đó dây thìa cây có vai trò giảm lượng đường vào máu, kiểm soát huyết áp an toàn. Người bệnh gan mất bệnh tiểu đường dùng kết hợp giữa cây an xoa và dây thìa canh trong quá trình điều trị bệnh. Đây vốn là hai loại thảo dược lành tính, nên khi kết hợp với nhau chúng không gây độc tính. Ngược lại cây an xoa và dây thì canh sẽ hỗ trợ nhau làm hạ đường huyết, giải độc gan giúp mát gan. Liều lượng kết hợp giữa cây an xoa và dây thì canh như sau. Lấy 50g an xoa khô và 30g dây thì canh đun nấu với 1,5 lít nước cho đến khi sôi sâu rồi chắc uống hết trong ngày. Sử dụng dây thì canh và an xoa là một giải pháp hiệu quả cho bệnh tiểu đường và bệnh gan bên cạnh đó chúng ta cũng cần duy trì sử dụng và có lối sống khoa học để bảo vệ sức khỏe vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ đến mọi người thông tin cây an xoa có chữa bệnh tiểu đường được không hy vọng mọi người hiểu rõ về cây an xoa và một vài thông tin về bệnh tiểu đường giúp bạn tìm ra phương pháp điều trị bệnh phù hợp nhất nếu bạn còn thắc mắc nào hãy liên kết cho chúng tôi chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể